Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Mất ngủ đến cỡ nào cũng ngủ ngon sau 1 phút. Đặc lưng là ngủ sâu đến sáng với một nắm lá này. Xin kính chào quý khán thính giả của kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị thân mến, giấc ngủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Đó là khoảng thời gian mà cơ thể chúng ta được nghỉ ngơi. Các cơ quan làm việc để đào thải độc tố, chất bẩn ra khỏi cơ thể chúng ta để có thể ngủ ngon, ngủ sâu, thì các cơ quan mới có thể yên tâm làm nhiệm vụ mà mình đảm nhận. Và nắm bắt được nỗi lo đó, Sức Khỏe Tự Nhiên sẽ mang đến cho bạn một phương pháp chữa mất ngủ vô cùng đơn giản, giá thành rất rẻ, hiệu quả chỉ sau 3 đêm mà không mất quá nhiều công sức, chỉ với một nắm lá lốt, kiếm ở đâu cũng có. Hãy cùng theo dõi video và áp dụng nhé! Cây lá lốt không còn xa lạ với chị em phụ nữ. Lá lốt được sử dụng hàng ngày để chế biến những món ăn. Ngoài công dụng làm sao chế biến món ăn, thì lá lốt còn có thể chữa bệnh. Để biết thêm tác dụng của cây lá lốt trong chữa bệnh, và đặc biệt là chữa bệnh mất ngủ, hãy dành thời gian để xem hết video nhé! Với những người bị mất ngủ do đổ mồ hôi chân tay, đau nhức xương khớp, thì ngâm chân bằng lá lốt là một liệu pháp tốt. Chữa mất ngủ bằng lá lốt, bạn không cần tốn quá nhiều thời gian để thực hiện. Tất cả những gì bạn cần chỉ là 10 chiếc lá lốt, một chậu nước khoảng 2-3 lít. Cách thực hiện như sau. Dùng lá lốt ngâm chân, bạn nên lấy cả thân, rễ của cây để đạt hiệu quả cao. Cho 10 cây lá lốt đã rửa sạch, sắc khúc vào khoảng 2-3 lít nước. Thêm một thìa muối hạt, đun sôi khoảng 5 phút, để nguội đến khoảng 50 độ C là bạn đã có chậu nước ngâm chân. Trong quá trình ngâm chân bằng nước lá lốt, các bạn có thể thực hiện các động tác ấn, dây, massage nhẹ nhàng nhằm kích thích các huyệt đạo dưới lòng bàn chân. Từ đó, tinh thần sẽ được sảng khoái, cơ thể sẽ thoải mái, giúp cho giấc ngủ sâu và ngon hơn. Ngoài công dụng chữa bệnh mất ngủ, ngâm chân bằng lá lốt còn rất tốt trong việc điều trị các bệnh sau đây. Thứ nhất, điều trị bệnh tiểu đường. Có thể không nhiều người biết tới phương pháp này, thế nhưng lá lốt ngâm chân trị tiểu đường lại là phương pháp hoàn toàn có thật và mang lại những hiệu quả bất ngờ. Khi ngâm chân bằng lá lốt, các độc tố có trong cơ thể sẽ được loại bỏ, giúp đỡ nhức mỏi hơn. Các tinh chất từ lá lốt sẽ được thẩm thấu, giúp mạch máu được lưu thông. Phương pháp này giúp cho các bệnh nhân mắc tiểu đường, tim mạch, thấp khớp, gút, giảm đau đớn hiệu quả, đồng thời cải thiện tình trạng bệnh. Các bạn nên tiến hành phương pháp ngâm chân này đều đặn trước khi đi ngủ khoảng 20 phút để đường huyết có thể nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Có một lưu ý là sau khi thấy tình trạng bệnh thuyên giảm, người bệnh vẫn cần kiêng khem và ăn uống hợp lý để không bị tái phát. Cách thực hiện như sau. Chuẩn bị 10-20g lá lốt, bao gồm cả rễ, lá, thân. Rửa chúng thật sạch, sau đó cắt thành các đoạn nhỏ chừng một ngón tay. Đun 1,5 lít nước, sau đó thả phần lá lốt đã chuẩn bị vào, cho tới khi sôi lại khoảng 5 phút thì tắt bếp. Cho thêm 2 thìa muối hột. Đổ nước ra chậu, đợi cho nguội bớt, sau đó ngâm 10-20 phút. Lưu ý, muối sử dụng phải là muối biển. Ngâm chân ở nhiệt độ khoảng 40-45 độ C, không nên ngâm quá lâu, nên cho nước ngập cổ chân. Thứ hai, hỗ trợ điều trị phong tê thấp. Ngâm chân với lá lốt từ lâu được xem là bài thuốc để chữa chứng ra mồ hôi chân tay, bệnh phong thấp. Theo lý giải từ Đông y, nguyên nhân là do dương hương, khí dư thoát ra ngoài, gây chân tay lạnh khiến bệnh nhân đổ mồ hôi liên tục, có khi chảy thành giọt. Dùng lá lốt có tính ấm để cải thiện tình trạng lạnh tay, chân cũng như cải thiện việc đổ mồ hôi tay chân. Thứ ba, hỗ trợ điều trị nhức mỏi xương khớp. Độc tố trong cơ thể sẽ được đẩy bớt ra ngoài nếu bạn tiến hành ngâm chân bằng lá lốt. Các mạch máu sẽ được giãn ra, tinh chất từ lá lốt sẽ thẩm thấu vào cơ thể, từ đó giúp các cơn đau mỏi xương khớp được cải thiện. Ngâm chân bằng lá lốt hay các loại thảo dược được Đông y đánh giá là rất tốt.
Tuy nhiên, với những người đang có bệnh về đau nhức xương khớp thì đây chỉ là phương pháp hỗ trợ điều trị. Vì thế, khi áp dụng các bài thuốc ngâm chân này, chúng ta vẫn cần phải tuân thủ các phương pháp điều trị bệnh theo phác đồ của bác sĩ để giúp bệnh nhanh hồi phục. Một số lưu ý bạn cần nhớ khi ngâm chân bằng lá lốt. Khi ngâm chân bằng lá lốt, bắt buộc phải ngâm ngập mắt cá chân khoảng 2 cm, không ngâm cả phần cẳng chân. Do cổ chân có nhiều huyệt đạo, ngâm ngập vùng này sẽ giúp khí huyết lưu thông, tác động lên toàn bộ cơ thể. Không nên ngâm chân trước và sau khi ăn khoảng 1 tiếng. Thời điểm tốt nhất là 30 phút trước khi đi ngủ. Không nên ngâm chân quá lâu hay khi nước đã nguội lạnh. Sau khi ngâm, nên lau khô chân để tránh ẩm ướt. Và mùa đông, sau khi ngâm chân xong, nên lau khô với khăn sạch, rồi lập tức ủ ấm. Tuyệt đối không ngâm lá lốt nếu chân có vết thương hở, đang bị lở loét hoặc nhiễm trùng. Người bị suy giảm tĩnh mạch, phụ nữ đang mang thai, không nên ngâm chân bằng lá lốt. Kết hợp tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, tăng cường bổ sung chất dinh dưỡng để giúp cơ thể khỏe mạnh, phòng ngừa bệnh tật. Đôi chân tuy nhỏ bé nhưng có thể chứa đến hơn 60 huyệt đạo quan trọng cùng rất nhiều đầu mút thần kinh, phản xạ đến vỏ đại não. Ngâm chân giúp thúc đẩy quá trình lưu thông máu, điều chỉnh hệ thống nội tiết, tăng cường khả năng miễn dịch, giúp cơ thể khỏe mạnh. Sau một ngày làm việc bận rộn, căng thẳng, mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy ngâm chân vào nước ấm. Làm vậy, hệ thống trung khu thần kinh được kích thích nhẹ nhàng, giúp cơ thể thư giãn, thoải mái, xua tan đi cơn mệt mỏi, đem đến cho bạn một giấc ngủ sâu. Ngoài phương pháp ngâm chân kể trên, thì Sức Khỏe Tự Nhiên sẽ giới thiệu thêm đến các bạn phương pháp ngâm chân khác cũng mang đến hiệu quả không kém gì. Mời quý vị cùng theo dõi. Áp lực công việc cùng gánh nặng cuộc sống đè nặng trên vai khiến bạn bất an, căng thẳng, dẫn đến mất ngủ. Tuy nhiên, bạn lại không muốn lạm dụng thuốc Tây y vì những tác dụng phụ của nó đem lại. Bạn yên tâm, những bài thuốc ngâm chân đơn giản với nước ấm và các nguyên liệu dễ kiếm sau đây sẽ giúp bạn có được một giấc ngủ ngon. Phương pháp thứ nhất, ngâm chân với nước ấm và gừng tươi. Trong đông y, gừng có vị cay tính ấm, có tác dụng giải độc, làm ấm cơ thể. Ngâm chân bằng nước ấm và gừng giúp làm giãn mạch máu, tăng cường lưu thông máu đến khắp cơ thể, giảm đau nhức xương khớp, giúp ấm cơ thể, đặc biệt là vào mùa đông giá rét. Ngoài ra, mùi thơm dễ chịu từ tinh dầu gừng góp phần làm dịu căng thẳng. Cách làm nước gừng ngâm chân khá đơn giản. Bạn chỉ cần 100g gừng còn nguyên vỏ, rửa sạch, đập dập cùng 2 lít nước. Đun sôi nước, cho gừng vào, có thể cho thêm 1 thìa muối trắng. Đun thêm 5 phút cho tinh dầu gừng hòa vào nước, muối tan. Sau đó tắt bếp để nguội đến khoảng 50 độ C, rồi đổ ra dụng cụ để ngâm chân. Nếu bạn rọn, không có thời gian nấu, bạn có thể đập dập gừng, chế nước sôi vào để nguội bớt, rồi ngâm chân. Hoặc mua chai gừng muối, ngâm chân đóng sẵn ở các hiệu thuốc, chỉ cần đổ ra pha cùng nước ấm, vừa đủ là dùng được ngay. Trong quá trình ngâm, nhất là vào mùa đông, nước nhanh nguội, bạn có thể vừa ngâm, vừa chế thêm nước ấm để duy trì độ ấm cho nước. Thực hiện ngâm chân 15 đến 20 phút mỗi ngày vào bữa tối trước khi đi ngủ. Ngâm chân bằng nước gừng ấm kết hợp ngửi mùi hương nhẹ nhàng từ củ gừng, giúp cơ thể thoải mái, thư giãn, giải tỏa tinh thần khiến bạn ngủ ngon hơn. Phương pháp thứ hai, ngâm chân với nước ấm và muối. Đây là bài thuốc ngâm chân vô cùng dễ kiếm mà hiệu quả đem lại thật bất ngờ. Nước muối có tác dụng kích thích tuần hoàn máu, tăng lưu thông máu, làm ấm cơ thể. Ngâm chân nước muối 15 phút hàng ngày vào bữa tối trước khi đi ngủ khiến cơ thể thư giãn, thoải mái, làm giảm triệu chứng chân tay lạnh, ngăn ngừa, xoa dịu tình trạng viêm khớp, kích thích ngủ ngon. Nếu như bạn là một người bận rộn, không có thời gian nấu các loại nước ngâm chân thì sử dụng nước muối là lựa chọn hoàn hảo. Chỉ cần pha 2 thìa muối và 2 lít nước ấm, chưa đầy 2 phút bạn đã có chậu nước ấm ngâm chân cho riêng mình. Ngoài ra, thay vì sử dụng muối ăn thông thường để ngâm chân, bạn có thể lựa chọn các loại muối ngâm chân với thành phần đá muối Himalaya hay các loại muối ngâm chân thảo dược có bán tại các hiệu thuốc, siêu thị trên toàn quốc. Phương pháp thứ ba, ngâm chân với nước ấm và bột quế.
Quế là một trong bốn thảo dược quý, xâm, nhung, quế phù, rất tốt cho sức khỏe. Ngâm chân bằng bột quế giúp giảm đau nhức mỏi, lạnh chân, phòng ngừa phong tê thấp, tăng cường tuần hoàn máu, giúp dễ ngủ. Ngoài ra, ngâm chân bằng bột quế còn góp phần ngăn ngừa và làm giảm các triệu chứng hôi chân. Hiện nay tại các siêu thị và nhà thuốc có rất nhiều loại bột quế ngâm chân đóng sẵn, bạn chỉ việc mua về. Mỗi lần ngâm lấy khoảng 2 thìa cho vào chậu nước sôi để nguội bớt rồi ngâm chân. Nếu bạn cảm thấy chưa tin tưởng vào các thành phần bột quế bán sẵn, bạn có thể mua quế khô tại nhà thuốc đông y. Mỗi lần ngâm, bạn đem khoảng 100g quế khô đun sôi với nước trong 15 phút, chờ nguội bớt rồi dùng. Trong trường hợp nhà bạn có sẵn cây quế, thì bạn có thể tận dụng lá quế. Nước nấu từ lá quế cũng có tác dụng tương tự. Phương pháp thứ tư, ngâm chân với nước ấm và xả. Xả là loại cây có nhiều tinh dầu, đặc biệt mùi thơm từ tinh dầu xả rất nhẹ nhàng, dễ chịu. Ngâm chân bằng nước xả mỗi ngày khiến cơ thể thư thái, dễ chịu, cải thiện giấc ngủ. Ngoài ra ngâm chân bằng xả cũng góp phần ngăn ngừa và làm giảm các triệu chứng hôi chân. Để nấu nước xả ngâm chân, bạn cần chuẩn bị 2 lít nước, 5 nhánh xả và 1 thìa cà phê muối hạt. Trước tiên, bạn đập dập xả, sau đó cho vào nồi nước đã cho thêm muối hạt rồi đun sôi khoảng 5 phút, cho các tinh dầu của xả tan vào nước. Sau đó, tắt bếp để nguội bớt, đến khoảng 50 độ rồi đổ ra dụng cụ để ngâm chân. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý một số điều sau đây khi thực hiện phương pháp ngâm chân. Trong vòng 30 phút kể từ khi sau ăn, bạn không được ngâm chân. Điều này có thể hiểu là do lúc này, máu đang tập trung cho quá trình co bóp thức ăn ở dạ dày. Nếu ngâm chân thì máu lại phải tham gia vào quá trình chuyển hóa xuống bàn chân, sẽ ảnh hưởng dạ dày cũng như hệ tiêu hóa. Do đó, ngâm chân phải ít nhất 1 tiếng sau khi ăn. Sau khi ngâm chân xong, bạn nên massage nhẹ nhàng, sau đó mang tắc ấm vào, chứ không nên đi ngủ ngay. Uống 1 ly sữa tươi hay nước ép hồ quả sau khi ngâm chân sẽ làm phát huy công dụng khá tốt. Nghiên cứu cho thấy, đôi chân của chúng ta có vô số rễ thần kinh liên quan mật thiết với hệ thần kinh, trung khu đại não. Đồng thời chúng cũng có mối liên hệ chặt chẽ với từng cơ quan, từng vị trí trên khắp cơ thể. Chính vì vậy, việc dùng nước để ngâm chân sẽ tạo ra kích thích lành tính, làm hưng phấn các rễ thần kinh, giúp tăng cường trí nhớ, đem lại cảm giác thoải mái nhẹ nhàng, thư giãn cho chân và não. Điều này sẽ mang lại cho bạn một giấc ngủ ngon và sâu hơn. Do vậy, đừng bỏ qua phương pháp đơn giản này với những nguyên liệu dễ kiếm mà chúng tôi đã giới thiệu đến bạn ở video trên đây. Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp, hãy để lại bình luận cho chương trình ở bên dưới video này. Đồng thời chia sẻ video cho những người thân yêu xung quanh mình cùng được biết nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.